Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel, mình là cô Hy. Thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới mùa lễ Giáng sinh rồi. Không biết ở các nơi khác sao nhưng mà mình thấy Sài Gòn khá là nóng, kiểu nó không có được lạnh hay là mát như những năm trước gì đó. Nhưng mà không sao, nằm ở nhà chơi game dưới lại điều hòa cùng với anh em, bạn bè cũng ok mà đúng không? Và như thường lệ, mình cũng sẽ ngồi ở đây và chọn ra cho các bạn một số con game mà phù hợp cho các bạn chơi trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đó chính là con game đã chiến thắng giải Game of the Year năm nay, Baldur's Gate 3 đến từ nhà phát triển Larian Studio. Đây thật sự là một con game vô cùng đáng chơi cho các bạn trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bởi chất lượng của tựa game này là cực kỳ to lớn, với thế giới rộng mở, cùng với lại dạng gameplay turn-based hay đánh theo lượt, dạng Dungeon and Dragon quen thuộc, với các lần lắc xí ngầu mang nặng yếu tố RNG, cùng với tất cả yếu tố đã quá quen thuộc với các thể loại game nhập vai như là trang bị, cây kỹ năng, kinh nghiệm. Thêm nữa là cốt truyện siêu đồ sộ của tựa game sẽ khiến một ngày Giáng sinh của bạn chỉ chìm đắm trong Game of the Year năm 2023. Your disposal. Experience true RPG freedom. As a solo adventurer. Nếu các bạn sở hữu cho mình một chiếc máy Nintendo Switch thì bắt buộc phải chơi thử tựa game này. Là đầu game mới nhất của series Mario hai nắm huyền thoại. Lần này tựa game sẽ mang đến một hành trình mới cho tất cả các bạn. Phiêu lưu qua vùng đất của Vương quốc Hoa với rất là nhiều những nâng cấp mới cho anh chàng thợ sửa ấm nước. Tiêu điểm là các Wonder Seeds và Wonder Flowers cho Mario khả năng mới lạ chưa từng có như là biến thành voi, thay đổi môi trường xung quanh của màn chơi, khiến trải nghiệm của mỗi màn sẽ cực kỳ thú vị. Super Mario Bros. Wonder sẽ cho phép bạn chơi cùng lúc lên đến 4 người chơi, nên nếu bạn có thêm một cặp Joy-Con nữa thì gia đình nhỏ vây quần bên nhau sẽ cực kỳ vui trong mùa Noel. Có ai đi quẩy trong mùa Giáng sinh không nhỉ? Thực ra giờ 2024 tới nơi rồi, chắc là bạn cũng ít đón Giáng sinh kiểu truyền thống mà thích đắm mình ở các vũ trường cùng bạn bè cho nó xâm tụ, phải không? Sao không kết hợp cả hai lại? Ăn uống ở nhà xong mở chiếc scene 2024 lên và bắt đầu cái vũ điệu mà Michael Jackson phải gọi bằng bố cùng với bạn bè và người thân, với rất nhiều bài hát hot cho các bạn lựa chọn. Ngoài ra, nếu mà các bạn mua gói Just Dance Plus của Ubisoft thì họ còn cho phép bạn truy cập vào các bài hát của các phiên bản trước nữa, nhảy thả ga luôn. Nhưng chơi cái này là nhớ để ý xung quanh nha, bể đồ bể đạc hết đó. Còn gì vui hơn nữa khi bạn có một người anh em trong gia đình để cùng đón Giáng sinh. Chúng ta có thể vui vẻ bên nhau, ăn uống và xem phim, hoặc có thể đánh nhau chí chóe khi cùng chơi tựa game đá banh mới nhất của nhà EA. Từ FIFA, nay đã trở thành FC 2024. Tựa game này sẽ đưa các bạn từ những người anh em thân thiết thành những đối thủ cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên sân cỏ, có khi chỉ vì vài pha banh mà đánh nhau easy đùng luôn. Nhưng quan trọng là vui thôi nha. Đừng để Giáng sinh phải mua chiếc PS5 mới hoặc là tay cầm mới nha. Cuối cùng là một tựa game gia đình mà trai gái gì cũng chơi được hết. Moving Out 2 là phần game kế tiếp của tựa game dọn nhà rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Nhiệm vụ của bạn trong tựa game là cùng di chuyển các đồ vật cho sẵn ra khỏi ngôi nhà. Và tất nhiên, nó không phải đơn giản chỉ là đi từ A đến Z, mà là các ngôi nhà đã được thiết kế khiến chúng ta phải lần mò để có thể di chuyển một cách nhanh chóng. Đôi khi các bạn cần phải phối hợp với nhau nữa để đi nhanh hơn. Mỗi màn chơi sẽ được tính điểm dựa trên khoảng thời gian hoàn thành màn chơi của các bạn, từ 1 đến 3 sao. Do đó, đây sẽ là một tựa game nhẹ nhàng dành cho tất cả các cặp đôi hoặc là anh chị em trong gia đình có thể tận hưởng cùng với nhau trong mùa Giáng sinh này đấy. Đó là một số con game mà mình thấy sẽ rất là phù hợp và thú vị dành cho các bạn chơi trong mùa lễ Giáng sinh năm nay. Thì đa số nó sẽ hướng tới hệ máy Nintendo Switch, kiểu máy chơi game gia đình mà. Thật may là Hello đang có chương trình khuyến mãi dành cho hệ máy chơi game vô cùng hot này. Và theo đó là cả máy PS5 cũng như là vô số các sản phẩm khác nữa. Các bạn có thể tham khảo website và fanpage của chúng mình để có thể tìm hiểu thêm chi tiết nha. Và bây giờ thì xin chào và chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành.